nó là như dao hai lưỡi, mà hiểu là làm cho đúng. Cái đâu phải thuốc rồi đấy, thuốc bổ mà đang bệnh khỏe ở đây cho tôi viên uống, uống vô cái bệnh thì nó quá. Giờ trong mình nó cân bằng hết rồi, uống cái bổ lại tăng lên cái cho tôi giờ bên tôi lên máu rồi. Bởi vì mình nó tăng lên, nó bổ lên, tăng lên. Thành ra cái thuốc nó vậy, nó cũng giao hai lưỡi. Khi bị bệnh hoặc khi làm mình bệnh. Uống cái nước nước cho nó tăng là gây nó nhỏ như thế. Cái loại hỏi là thuốc hoặc là chỉ bị tâm bị tham thân chi mạng nghi thân ký thủ giới thủ là ký nhân dân thủ về chỉ về nội tâm thân tỷ về tâm còn kia là chỉ về thân kia đó bác sĩ mà chỉ về vật chất là tinh hay là còn qua đó mà còn thuốc hoặc là chỉ về tinh thần cũng như đó tịnh dược sư. Tịnh dược sư thì dược là thuốc mà sư là thầy, là thầy thuốc. Thầy thuốc này chỉ bình tâm. Bởi vì cái đoạn đó Phật nói đó, có người thăm là bọn trẻ kêu vợ con tôi tới trong nhà mà cho ra cũng như là lắc thịt mình vậy. Vì đó là được Phật nói thái tham. Trẻ này chết rồi địa phục. Đó là quỷ sinh ba cảnh. Nói đến Phật chỉ và tại cái tánh tham đó mà tên đề chứ cũng vì tham lam bọn trẻ mà đọa địa ngục. Mà chết trước là địa ngục của một tham. Một người liên đưa bát cơm cũng che để mà ăn không cho cả quý khác ăn tới đó cũng còn tham lòng bóng kẻ tiền gian chỉ giúp trợ chức năng giúp việc của bà cơm đưa chưa đến hiện đài quá là tương lai đúng không quá là thằng lửa đúng mà lần đâu thấy gì ông cầu thì thả một người liên đi cảm rất thương không bao giờ đến nhận đường mà cũng chưa đủ sư phụ tập tư để làm thế này Phật bán cái bảo là mẹ ông tính tham lam từ lúc còn tiền lúc chết cũng còn tham thành nhà quỷ còn tham. Cho nên mẹ mới giúp cái tham này mới được thoát cái ngồi. Vì đó là lúc đó bà nói thôi con về lấy cô gái mẹ đi bố thí về đi đó bà mới giúp tham mà mới thoát cái ngồi được. Dù chưa dù chỉ tại cái tham mình nếu người nào tham thì là đòn ngồi á chết rồi ngồi. Cái gì mà thầy những như là người là người chết này cái bệnh tật đau ốm ngoài là chưa chết được thì chết chết mà không phải kiếp trước thì Đức Phật phải ốm đau thì các vị Phật biết là điều ác chắc chắn hay mạng là như theo giết bò trong giờ giờ sáng xanh thì bây giờ như này là rồi đó là mình đó là lâu không chết bị bệnh là khi nào đó mình đánh đập người ta đánh đập con bò heo trong bò chó thì tham bây giờ mình cho mình bị nhức mỏi đấy là nhức mình nhức mấy đủ thứ đó đầu tiên đầu cổ đầu mèo đủ thứ đeo hết nên Đức Phật dạy cầm tranh hái quả tranh cầm tranh hái không thành được đâu mình dây giống gì thì hưởng giống đó làm phước thì hưởng phước làm tội thì hưởng tội đâu ai làm cho mình đâu dài dài ra tới vô tới nội tâm người đã thập tâm cũng như cúng mà không có cái lòng kính thập trọng tăng ngưỡng mộ Đức Phật cũng như vô cúng cũng như mình đóng bảo hiểm vậy vào trong thầy bây giờ mình cầu an cho tôi đi ông làm nhưng mình không có thật tâm mình lót cái Phật thì cái đó cúng lại cầu xin thì cái đó cũng như ngoài đóng bảo hiểm mình bây giờ tôi đóng bảo hiểm có chuyện gì xảy ra thì ông phải lo tôi nhé không phải mà mình cũng thật cũng gì đóng bảo hiểm phải thật tâm nhớ tôi nói cũng như mấy bà tượng mới nhớ thầy nói nuôi cha mẹ mà không có kính cha mẹ cũng như là nuôi con chó nuôi như con chó ngoan vậy thôi còn cho yêu việc cho cưng nghe không cho cưng lại còn cho ăn còn cho thịt thà này kia đâu còn ngủ còn mụn mùng nể gì cái nữa mẹ còn cha mẹ nuôi con nuôi cho cưng thì nó tôi thấy gia đình bà đó bốn đứa con gần chùa nhà ông khá cơ mà đứa này nuôi đứa kia nặng nó giờ chia căn đứa nuôi tháng 28 mẹ điện tới 28 cho mày không chuẩn bị mày rước bả thì bà thấy mấy đứa con này bà chán bà này bà đi bán chè cho nên sao bà già lại 80 tuổi thì bán chè thì nghĩ coi giờ con bốn thằng trai nó đang nghèo khổ rồi nó nuôi nó nặng nó chia đứa một tháng mà 28 ngày điện kia đấy
28 ngày không không rước bả. Rồi cái bả đi bán chè bữa nọ é vô chùa bán cho thầy mấy bò. Cái chừng này sao là bả mù, mù cái nó kêu cho nội cho ngoại đem cơm. Để một tô cơm gì nó để đồ ăn đủ tùm lum vậy đó. Canh nó kêu rồi để chung nữa rồi để nó không kêu nữa. Thì bả bà đói là bà cùng mầm hò đừng có ăn ăn mà dùng cơm để nó kiếm buôn nó ăn miệng bà lỡ rồi nghe thầy đã nói cho mà cô ăn mà cho không nói rồi kêu ở nhà ở bên cho mà lại con đem lại ba con bữa đem lại cho bà nội ăn cho không nói bà nội nói, bà hôi quá gần mà con nó ráng để nó đừng đi nói gì thì không tắm rửa gì bà ngoài bà nuôi giống nuôi chó cưng thua nuôi chó cưng đó. Nó cưng nó còn tắm nó còn chải rửa rồi nó còn để cho ăn nữa rồi. Thật ra cái đó là cái mà bất phước phải không? Mình tội. Mình tội. Bởi vì khi tôi cúng cái mặt đường cho gia đình đó. Cái chuyện là biểu cúng cơm cho dông. Thì biểu là con bưng cái chén cơm để dùng cho cha đi. Nên bưng lại dùng cái đây bát cơm này nè ức mong. Cha đây ngọc dưới đây lòng tay trịch nóng trong lần hiếp anh để thành hình còn trả chưa xong nó buồn cho cầm cái bóp bể ngã ngàn kiểu chưa hỏi sao mà xúc động mạnh quá vậy cái hồi ở tỉnh đi xuống nói chuyện gì nè cũng xong nói chuyện tôi nói sao xúc động mạnh nên con không quá đau khổ thầy nói bốn câu đó con quá đau khổ nên cha đau khổ bốn năm trước cha con ăn mắc nghẹn cha nói với con này con vừa cha con từng tổ teo ăn mắc nghẹn giờ con ra chợ mua cái củ khoai ngọt cái lớn như này nấu đậu canh cho cha nước cho nó trôi đang còn cuộc đời còn lại thì cho sống với con ít năm nữa cái con nói là nó ngồi không có làm cái tiền mà đòi hỏi ba con khóc sướt mướt cho nước mắt dễ dần dụng tao đâu đòi hỏi gì đâu tao nuôi mà nhỏ tới lớn biết nhiều con lao tao đâu có kể mua đồ dài đồ dép hay là mua cho mày bộ đồ gì sách cặp sách đến trường tao đâu có kể biết nhiều sự việc rồi cứ vợ cho mày rồi tài sản tao bạc tỷ tao giao mày hết tao đâu còn gì nữa đâu chỉ tao còn muốn sống lại cuộc đời này 50 năm nữa thôi chứ tao có đòi hỏi cái gì câu lương cái gì đâu cũng cũng hay đây ngọt đâu phải cái gì là quý chỉ nuốt cái câu thôi mà mày á mày nói tao là không có làm ra tiền đòi hỏi vậy là mày muốn cho tao chết rồi chứ muốn sống không nhìn đói luôn đó tới ngày chết á bữa đó dọn lên cúng thầy đang nói là tôi nói ông mới hiểu đó mới còn quá đau đớn bởi vì Đức Phật nói sống thời đặng nặng cho ăn chết rồi tôi dịch làm nhân tôi tế lùi cơ thịt làm nhân tế lùi sống đòi ông cho ăn nè chết để chứ đầy trên bàn đó ông ăn được không tôi nói ông giờ chú thấy mà chú để đầy bàn ông học máu lần nữa giờ tôi nói hỏi ông nói còn quá đau khổ mới chịu lúc đó ông đòi ông cho ăn giờ để bàn đầy chứ ông ăn gì nữa đó cái đó là cái sai lầm của mình là bạn nói nếu cha ai biết giữ tôi tiền cha mày sống như thế cho ăn nè không làm để không làm để hỏi lung lăng chửi cha thì mẹ lăng xăng thứ gì có nhiều cái cảnh đời mình thấy con dâu vậy bà vợ chồng nó bà thấy dầu riêng bà thèm bà sợ mua là tốt đấy thấy đi chợ nó ra chợ mua cái dầu riêng nhỏ nhỏ gì nè con cho mẹ thèm quá cái đi ngoài cái dẫn đến cháu nội sao đấy lãng quên không mua thấy cháu nội nhắc đấy hồi nãy bà nội đi có dặn mua cái dầu riêng cho mẹ mua thế tao mua quên mà nhắc gì vậy vỗ đầu nhắc ớt rồi thì nửa từ năm sau bà già bà chết rồi mua chiều riêng lớn này chết chứ dược này nó để bàn xe anh chồng em chồng mua cho má cái lúc đó thằng con nó nhớ rồi mẹ má làm gì xong mà đúng lúc đó bà nội mới mua má không mua giờ má mua để cho nguyên cả 4 ký gì mà bà nội ăn đâu được đâu má chết rồi lúc đó bà nội còn sống không mua quá không ăn không mua cho bà ăn giờ để trên bàn này bà đâu có ăn đâu mà má mua lúc đó bà sụn mặt thằng con nó nói cụ thể không lúc đó bà nội còn sống rồi ăn má không mua giờ má mua mới để trên bàn đó rồi bà nội ăn được không cái đó là cái sai lầm của mình ở đây sống thật ta ăn cho ăn chết rồi thôi là cầm gian tế của tôi thấy không sống thì ta ăn cho ăn là phải rồi hết rồi mình chỉ cúng kiến vì Phật mà tinh thần Đức Phật dạy đó mình phải làm phước thiện bố thí rồi đó phóng sanh trì tra giữ giới làm đàn cho tăng cúng dường cầu siêu độ nó cho cái người đó hữu phước
còn mòn gì đó mà giao bước mình là phương lính ra càng dài chết rồi đâu ăn uống đâu mình ăn không. Nói Đức Phật nói trên Địa Tạng nói người ví dụ người xứ xa thì tu sửa tới 3 ngày mang giáp là 500 cân mà con cháu nó không mà đi chung một bầy nữa mà con cháu không hiểu là người đời gửi chút ít là người phóng đốn thêm nữa này thêm cũng như người chết là cái chứ cha rồi là đi chung bụng lầy là nhiêu ăn nghiệp và lúc mà nó tranh tiền lo cho con này lo cho cháu lo gia đình rồi lo cho sự sản ta sự nghiệp mà ăn mặc có bên con áo có tiền rồi lớn dùng nhỏ cuối chương trình rồi có nghề nghiệp bây giờ đi tham mang nghiệp theo giờ ngày chết thì nó lại nó giết heo giết bò trâu nó đại nó cúng cho mình mà ai giờ đã nở miệng bà con bác rồi đã ăn không rồi cái tội thập vô ví dụ cái ta mình nó lại tội 10 năm đi bây giờ nó giết thêm nữa là ra tội 20 năm ở thêm luôn cũng chín rồi nhưng mà lâu thì mình ăn mà tội thấp vô cũng dòng già đó bây làm cho tao bây giờ tao ở trong tù thêm tao còn làm trâu bữa thế nữa mới giết trâu bò giờ tao làm trâu bò tao để đừng mãn trái lại Đức Phật nó hành ảnh đi vậy người đi xa từ 3 ngày nó còn 500 cân cùng lại con cháu thấy vậy mới vớt ra cái đồ đó tiếp gỡ đồ tiếp thì giác lên tiếp kéo được khỏi buồng lại cho tắm rửa ăn uống rồi về nghỉ ngơi người đó phải thoải mái cũng vậy người chết mình cầu cước cầu thờ mình đi cúng cha làm trai nè cúng dường là con cắt chanh nè ha rồi đi mà mình cúng thập tự nè cúng dù nè rồi bố thí con chanh cho cái tăng thì cái đó nó cũng như mình xét cái tội giùm mẹ mình đó là cho mẹ mình hết tội đó rồi đưa người đó lên cõi trên cũng như là tắm rửa để người đi về thánh thân nó đang vui giải thoát nó như vậy mấy người con hiếu này nó tắp vô chừng nó khổ thêm không thì cái đó là mình không phải hiếu người ta đó người Đức Phật nó chết không phải là hết mà cửa tử vẫn còn canh thú vị ở bên nước Việt Nam không ở đây mình chết thì cũng qua bên Mỹ ở bãi đó ta thì cảnh giới khác ở ví dụ cô có qua thành phố qua đây nè nha, đâu phải không có nữa đó. Mình chết cửa đó, bên kia vẫn còn canh, canh qua cảnh giới khác. Cái đó là cái. Tốt, cái đó là tốt Đức Phật dạy đó này. Quải đơm tướng đế tại trưa nay sát chặt cho heo rứa vì bài kẻ chết cho ăn chưa hiểu. Khi có hiểu người còn đặt lãi là lại lần thai cũng như nãy tôi nói đó người còn đặt lãi bạc lãi đó. Cháu con thả báo hiếu theo nhà Phật cha mẹ qua đời tủ lễ chay cho người chết là có phước chết đâu ăn đâu ơi đó đó là mình làm mình ăn chứ cha mẹ đâu ăn đâu bây giờ con đi cúng chay được 2 năm để lúc trước cũng quen mà cũng mặn xong từ khi cúng mặn mà sang cúng chay thì con cũng cứ lo sợ thì Đức Phật nói đã người đi phía xa thì được 3 ngày đi mang giác mà nhân nằm chân phan đi trong vùng này nó đỡ thì người cũng khổ nữa thật ra hồi đó tôi nhớ hòa thượng kể câu nói gần trước tôi nói có ông đó ông tu mà lúc còn nhận tiền bố thí là ăn chay ông làm các việc là nó rồi ông chết rồi ông sanh được cái trời cái thằng đám ma ông thì ông vừa mới lên cái trời nó giết một bữa con heo để 4 ngày là 4 con heo thì bắt đầu là Dương nói con ông thì chắc tranh đỡ đàn đương thì coi trời mời con có nói chắc sanh 3 con còn có heo nữa thì bắt đầu ông gì ông nhập vô thằng cháu nội 18-19 tuổi rồi ông lên ngưỡng rồi đấy tao là cha tôi bay nha tôi bay lại đây tao nói chuyện hồi tranh tiền tao ăn chay tao niệm Phật tao bố thí tao phóng sanh làm các lành để cái phước cho các con giờ tao mới chết bây giờ 3 ngày 3 con heo rồi bây giờ tao sẽ đi là thế mạng cho 3 con heo đó Dương nói nếu mà phải làm như vậy rồi kiếp con nữa là tao sẽ bị đại thêm một kiếp đó rồi ba người đó mới quỳ xuống lại không còn không biết phải thả heo ra rồi heo bố thí mình tụi bây làm tao mất phước cái thân rồi hiểu tao mới chết rồi mà mày cúng tao ăn được không cũng như con bò mới chết bên trong cỏ lại còn ăn được không mà bây giờ làm vậy là tao mất phước rồi đó các lời đó cho con cháu rồi nó vậy chứ ba biểu con tôi quan làm gì đấy cô hãy cúng chay cho tao nó làm chay rồi không thoát từ đó tới gặp cái sớm đó là cúng chay trần ta lấy về cúng cái trần già thì nhờ già chết mà sớm nó cúng chay thật ra cái gì cũng vậy mình ăn qua khổ khổ rồi nó thành độ bất tịnh nó vô trước mặt thì nó tốt sau lưng nó xấu rồi có nhiều đẹp mà tại mình tham ăn tôi nói cái tham nữa thấy gương mặt thấy cái gì cũng tham
mà qua khỏi mình đi ngày cái đó còn tốt nữa hết. Ăn cái gì đặc nó ngon đi, sầu riêng đi, ăn sầu riêng, ăn cái gì thơm đi, ăn khỏi cổ rồi nó ra sau lưng nó thơm, nó thú. Cái tôi nói thật, cái gì ngon đặc biệt đi, mình nó chi xét Đức Phật đó, là ở trước nó thơm sao nó thúi, rồi mình làm sao cho nó lợi được cao lên, được lợi lạc được mình cho người, cho nó ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn, ăn để mà giữ cái thân thì phải sống để qua ngày tháng rồi ấy cuộc đời, đâu phải mà sống để mà ăn. Cái đó là cái sai lầm mà mình tham, mà bởi vì cái người mà đòi ngạ quỷ ở chỗ đó, tham lam của mình xài đi rồi móc người ta làm chi, thấy là để tham, còn đất ngoài anh em chém lộn nhau chi để ranh giới rồi lấn vào chi dùm nữa lưỡi len, thấy không? Đó, cái đó là cái mà con người chết hiện tại rồi vị lai cũng phải chết nữa, rồi cũng phải dài dài rồi còn đòi đi tục nữa. Cho nên cái tham này là nó là cái của ngạ quỷ. Đây mình cũng vậy đó, bởi vì á, mình nếu mình hiếu với mẹ cha cho nên mình hiếu với ta các gì, nếu mình ở được thì không mình hiếu với cha mẹ mình còn phải hiếu lại, mình thấy cha mình ăn bể chén hoài nó lại tạo một vụ cho nội nó cạo kia, nó cạo cho mà bà ba cạo một vụ kia cho nội ăn bể hoài nó còn cạo cái nữa, cái cạo gì cạo để cho ba bố bà già bà ăn thì cái nhân quả vậy đó. Mình cứ cạo cha mình, nó cạo mình cạo bể chén, nó cũng cạo bể chén vậy. Thành ra cái nhân quả của nó không có nhiều ông ấy là chữ thề với ông già. Rồi tới chuyện nói con cái nó chữ thề, sao con nói cái chữ thề? Tới gì chứ ba chữ thề với ông nội ai nói ba? Nó nói được, nó trả lời được, nó nói được. Sao? Mình nên vừa nói đó chứ nó với nó vừa mà chữ thề với nó chưa thầy mình bắt lỗi nữa, rồi nó bắt lỗi là cái mình đến